cô gái này có khả năng hồi sinh sau khi chết, bị nhốt trong quan tài sắt ném xuống đáy biển. Suốt 500 năm cô ấy đã chết đi sống lại hàng triệu lần. Andy là đội trưởng của một đội lính đánh thuê gồm có 4 thành viên. Họ có một quy tắc là chỉ làm việc cho mỗi tổ chức một lần duy nhất. Lần này Andy chấp nhận một nhiệm vụ giải cứu con tin từ cựu đặc vụ CIA James. Do thời gian cấp bách nên đội lính đánh thuê ngay lập tức di chuyển đến gần mục tiêu. Sau khi hạ gục một vài lính canh, họ nhanh chóng đột nhập vào tầng hầm nơi các con tin bị giam giữ nhưng không có ai ở đây. Mọi người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về tin tình báo. Bất ngờ toàn bộ đèn đột nhiên sáng lên và hơn chục lính đánh thuê khác lao ra. Bọn chúng điên cuồng xả đạn về phía 4 người. Cả đội nhận ra họ đã bị phản bội. Nhưng chỉ một vài giây trôi qua, cơ thể 4 người đều tự đẩy những viên đạn ra ngoài. Mọi người dần dần tỉnh lại, Andy nằm gục dưới sàn cũng bắt đầu hồi phục lại ý thức. Trong lúc đám lính kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả đội đã lao tới, sử dụng những vũ khí từ thời Trung Cổ để chém giết không coi súng đạn ra gì. Sau khi xử lý xong, Andy phát hiện ra một chiếc camera gắn trên tường. Thì ra James đã theo dõi toàn bộ trận chiến qua màn hình và anh ta cảm thấy rất hoang mang. Có lẽ anh ta đang suy tính điều gì đó. Còn biệt đội bất tử biết rằng bí mật của họ đã bị người khác biết được. Cả đội thống nhất phải trừ khử James để tránh những rắc rối sau này. Andy cảm thấy mệt mỏi với việc suốt ngày phải chiến đấu. Cô quyết định sau lần này sẽ nghỉ ngơi và đi tìm người thân. Tại sao phải đi khắp nơi trên thế giới để cứu người trong khi chính mình lại không có sự bình yên? Nin là một nữ chiến binh da màu. Tình cờ trong một nhiệm vụ ở Afghanistan, cô đã bị thương ở cổ và hy sinh. Nhưng ngay sau đó cô ấy đã hồi sinh một cách thần kỳ, thậm chí còn không có dấu hiệu của thương tích. Đồng đội cảm thấy hoang mang và nhìn Nin với ánh mắt sợ hãi. Không ai dám đến gần cô nữa. Sau khi cấp trên nắm được tình hình liền ra lệnh cho cô ấy đến phòng thí nghiệm quân sự để kiểm tra. Đồng thời biệt đội bất tử cũng mơ thấy Nin. Bất cứ khi nào một người mới có được sự bất tử thì tất cả bọn họ đều sẽ có những giấc mơ như vậy. Mặc dù mục tiêu hiện tại của đội là săn lùng James, nhưng việc quan trọng nhất là đi tìm thành viên mới này. Vì vậy Andy lập tức đến Afghanistan để tìm Nin. Vừa gặp cô đã đánh ngất Nin rồi đưa đi. Giữa đường Nin tỉnh dậy nhảy ra khỏi xe nhưng Andy đã phát hiện ra và bắn vào đầu cô. Một lúc sau Nin sống lại. Khi Andy tiến tới hỏi chuyện thì bất ngờ Nin dùng dao đâm vào vai cô và dĩ nhiên vết thương nhanh chóng lành lại. Andy nói rằng chắc hẳn Nin có rất nhiều thắc mắc. Nếu muốn có câu trả lời thì hãy đi theo tôi. Sau khi lên máy bay, Nin không hề nói câu nào. Cô ấy không muốn bị bắt đi nên đã nhân cơ hội khóa tay Andy lại. Tuy nhiên chỉ vài câu, Andy đã lừa được Nin mở khóa và dễ dàng hạ gục cô ta. Cuối cùng Nin cũng chịu hợp tác. Cả hai đến địa điểm gặp 3 người còn lại. Trong bữa ăn, những người đồng đội giới thiệu đôi chút về bản thân. Ngoại trừ Nin thì trẻ nhất trong số họ là anh chàng Booker, một chiến binh từ thời đại Napoleon. Joe và Nick thì già hơn. Cả hai là kẻ thù của nhau trong cuộc thập tự chinh. Nhưng sau khi phát hiện ra đối phương cũng là người bất tử thì họ đã trở thành người yêu của nhau. Andy là người lớn tuổi nhất. Cô ấy già đến mức còn không nhớ mình đã bao nhiêu tuổi. Người ta ước tính rằng cô ít nhất đã 6.000 tuổi, lâu hơn cả nền văn minh của một đất nước. Tuy nhiên những người như họ không phải luôn luôn bất tử. Họ có thể mất khả năng hồi sinh và chết bất cứ lúc nào. Trước đây đã từng có một người bất tử bị chết và không bao giờ hồi sinh nữa. Đêm đó Nin gặp ác mộng. Cô mơ thấy một người phụ nữ bị nhốt trong quan tài sắt chìm xuống đáy biển. Người phụ nữ này tên thật là Quỳnh. Cô chính là người bất tử đầu tiên mà Andy tìm thấy. Hai người đã chiến đấu bên nhau một thời gian dài trước khi bị bắt sống. Những người theo tôn giáo đã buộc tội họ là phù thủy và tuyên án tử hình. Sau khi dùng mọi cách mà vẫn không thể giết được Andy và Quỳnh, vì vậy họ đã nhốt Quỳnh vào trong một chiếc quan tài bằng sắt và ném cô xuống biển. Sau khi Andy trốn thoát đã tìm kiếm khắp nơi trên thế giới trong hàng chục năm mà không thể tìm thấy Quỳnh. Cô thành lập đội lính đánh thuê và truy tìm những người bất tử mới. Còn Quỳnh cực kỳ đáng thương. Cô ấy đã ở trong quan tài sắt dưới đáy biển gần 500 năm, chết đuối rồi lại hồi sinh hàng triệu lần. Mỗi giây đều phải chịu đựng sự đau đớn của việc ngạt thở mà không thể giải thoát. Sau khi nghe câu chuyện của Quỳnh, Nin cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Cô chạy ra ngoài đi dạo một mình rồi ước gì mình không có siêu năng lực này. Khi Andy đến gần an ủi thì người của James đã âm thầm tiếp cận căn nhà. Lúc hai người quay lại thì mọi thứ trong nhà đã trở nên lộn xộn. Bên trong chỉ còn Booker đã chết. Andy phải đến tác động thì anh ta mới hồi sinh. Booker nói rằng Joe cùng Nick đã bị người của James bắt đi. Andy tức giận lao ra một mình giết hàng chục tên lính. James thấy tình hình không ổn đành phải ra lệnh cho đám lính rút lui. Lúc này Joe và Nick trên xe bị một nhóm lính khống chế. Sau đó cả hai bị đưa đến một công ty dược phẩm. Kẻ phản diện cuối cùng đã xuất hiện. Đó là Steven, ông chủ của công ty sản xuất dược phẩm này. Hắn ta đã thuê James tiếp cận Andy để có được những bí mật về sự bất tử của cô cùng đồng đội. Từ đó nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bán ra thị trường. Nói tóm lại đều là vì tiền. Cặp tình nhân Joe và Nick không may bị bắt trở thành chuột bạch thí nghiệm. Steven không hài lòng ra lệnh cho James phải bắt tất cả mọi người, tránh trường hợp bị đối thủ cạnh tranh cũng tìm ra họ và nghiên cứu thành công. Đúng là một kẻ tham lam. Andy đột nhiên cảm thấy đau vai. Cô sờ vào thì phát hiện vết thương trên vai chảy máu không tự lành lại. Điều đó có nghĩa là cô đã mất đi khả năng tái sinh. Nhưng để không làm mọi người lo lắng, Andy quyết định giữ bí mật và tự mình đi mua thuốc. Rất nhanh mọi người đã lần ra địa chỉ của công ty dược phẩm. Tuy nhiên đúng lúc này Nin cảm thấy chùn bước. Cô vẫn còn rất trẻ, chỉ vừa mới nhập ngũ, không quen với việc giết người và còn có mẹ già con thơ ở nhà. Nếu là trên chiến trường thì Nin chả khác nào một kẻ đào ngũ.
Mặc dù Andy rất bất lực nhưng cũng không có cách nào thuyết phục Nin, đành để cho cô cầm một khẩu súng rời đi. Trên đường cô gặp một chốt an ninh, Nin lấy súng ra thì phát hiện bên trong không hề có đạn. Cô nhớ ra khẩu súng này là Booker chuẩn bị cho Andy. Lập tức Nin hiểu ra Booker là kẻ phản bội. Lúc này Andy đã tìm được James, nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã bị Booker bắn lén từ phía sau. Hóa ra anh ta chính là tay trong của James. Booker nghĩ rằng nếu giúp công ty dược phẩm nghiên cứu ra bí mật của sự bất tử thì họ cũng sẽ có cách giúp anh ta già và chết đi như một người bình thường. Đột nhiên anh ta phát hiện ra vết thương của Andy không tự lành lại. Anh cảm thấy hối hận và cầu cứu James. Thật ra James cũng không phải người xấu, anh ta chỉ muốn chia sẻ sự bất tử cho toàn bộ mọi người trên thế giới, chấm dứt những nỗi đau sinh ly tử biệt của con người chứ không phải vì tiền. Nhưng Steven là kẻ chỉ quan tâm đến tiền, hắn dẫn người tới để bắt Andy đi. James nói rằng cô ấy không còn khả năng tái sinh nên không cần thiết phải bắt lại. Nhưng Steven vẫn ra lệnh cho tay sai đánh ngất anh và đưa cả ba đi. Không lâu sau Nin quay lại nhưng chỉ gặp được James. Cô cảm thấy hối hận vì sự hèn nhát của mình nên quyết định sẽ giải cứu đồng đội. Nin cùng James tiến vào bên trong. Với khả năng tái sinh, Nin dễ dàng hạ gục hết đám lính canh bên ngoài, đột nhập vào phòng thí nghiệm giải cứu biệt đội bất tử. Dù Andy đã bị thương nhưng sức chiến đấu của cô vẫn rất mạnh. Lúc này cả 5 người đã thực sự trở thành một đội. Họ càn quét mọi lính canh trong công ty. Andy vẫn rất mạnh mẽ một mình xử lý hàng chục tên lính. Steven đưa một vài tên lính lên tầng cao nhất cố thủ. Cả đội chia nhau ra quyết tâm truy đuổi. Andy cùng Nin phối hợp với nhau quét sạch mọi kẻ địch. Lúc này thang máy đi xuống, có vẻ như Steven muốn chạy trốn. Ba người đàn ông trong đội đuổi theo còn Nin ở lại bảo vệ Andy đang bị thương. Nhưng bất ngờ Steven xuất hiện cầm súng ngắm vào Andy. Tuy nhiên sau khi cùng vào sinh ra tử cả hai đã rất hiểu nhau. Nin giả vờ quay súng sang Andy để Steven quay sang bắn cô. Đúng lúc này Andy cúi xuống gấp lấy chiếc rìu bổ vào vai Steven. Hắn vẫn không bỏ cuộc giơ súng lên. Thấy vậy Nin lập tức lao lên ôm Steven nhảy xuống bên dưới. Cả hai rơi xuống làm chiếc ô tô nát vụn. Rất nhanh Nin đã hồi sinh và được đồng đội dìu lên xe rời khỏi. Sau đó Booker bị trừng phạt vì bán đứng mọi người. Andy yêu cầu anh ta sống một mình trong 100 năm. Vì rõ ràng là tử hình không thể áp dụng với anh ta. Vậy nên việc cô lập chính là hình phạt nặng nhất. Sau 100 năm có lẽ anh ta cũng không thể gặp lại Andy nữa vì cô đã trở thành người thường. Sau đó mọi người đến gặp James. Anh ta giải thích lý do mà anh ta giúp Steven bắt những người bất tử. Vì anh từng chứng kiến người vợ của mình ra đi sau một thời gian chống chọi với ung thư, nên anh muốn giúp cho mọi người không ai phải chịu nỗi đau này nữa. 6 tháng sau Booker say xỉn một mình trở về căn hộ, anh phát hiện một cô gái châu Á. Cô ấy chính là Quỳnh đã bị ném xuống biển 500 năm trước. Quỳnh cảm thấy rất thất vọng vì Andy đã không cứu cô ấy. Cô tìm đến Booker và nói rằng muốn quay lại trả thù những người bình thường, những kẻ đã coi cô là phù thủy và khiến cô phải chịu nỗi đau trong suốt nửa thiên niên kỷ. Bộ phim kết thúc ở đây. Đừng quên like video và follow chúng tôi nha.